Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Chuyện tình trắc trở của cô gái xinh đẹp và chàng trai cụt chân. Tình cờ quen nhau, nói chuyện và họ đã tự nguyện gắn bó cuộc đời mình với nhau. Dù cuộc tình của họ gặp không ít trắc trở, gặp mặt người yêu, biết ăn không còn đôi chân lằn lạn sau vụ tai nạn, nhưng cô gái xinh xắn vẫn quyết định chủ động ngỏ lời yêu thương. Họ đã dệt nên một câu chuyện ngôn tình giữa đời thực, khiến không ít người ngưỡng mộ. Cô gái xinh đẹp trong câu chuyện là Lương Lệ Giang, sinh năm 1996, quê ở Lạng Sơn. Còn anh Đỗ Văn Đồng, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa. Người đóng góp một nửa còn lại để làm nên câu chuyện. Giang kể, Giang sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba chị em. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giang đi làm ở một công ty điện tử ở khu Bắc Thăng Long, Hà Nội. Còn Đồng quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Gia đình Đồng có ba anh em trai. Bố Đồng mất từ năm Đồng học lớp 11. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Đồng cùng anh trai tính chuyện xin việc để lo cho cuộc sống, hỗ trợ mẹ già ở quê. Nói về chuyện tình của mình, Giang không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động. Cô cho hay những gì đã trải qua giữa Đồng có thể được gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh. Giang kể, cô và Đồng quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu nói chuyện, cả hai rất vui và có những ấn tượng tốt về nhau. Và mặc dù chuyện trò kéo dài suốt một thời gian dài, nhưng cho tới khi Đồng gặp tai nạn, thời điểm vừa mới ra trường và phải ra Hà Nội điều trị, cả hai mới gặp mặt nhau lần đầu tiên. Hôm đó Đồng mới xin được việc làm và đang trên đường tới công ty nhận việc thì bất ngờ gặp tai nạn. Số phận nghiệt ngã đã cướp mất đôi chân của anh. Bọn em đã có lần ra mắt đầu tiên trong tình huống nhiều đau thương như vậy, Giang kể lại. Dù thế Giang vẫn luôn ở bên Đồng, cô quyết tâm không rời xa người yêu. Dù nhiều lần Đồng muốn chia tay vì không muốn Giang đau khổ, nhưng với tình yêu chân thành, Giang đã cho anh thấy cô yêu anh đến nhường nào, ngay cả khi anh không còn đôi chân lằn lạn. Hai người yêu nhau, thấu hiểu nhau, nhưng họ gặp không ít phản đối từ gia đình, đặc biệt gia đình Giang. Dù thế cô gái trẻ vẫn một mực bảo vệ tình yêu, và cuối cùng tình yêu đó cũng được chấp nhận. Giang không chỉ yêu mà còn rất thương Đồng, bởi bố Đồng mất năm ăn học lớp 11. Suốt 5 năm học Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Đồng sống cùng anh trai. Đồng khá năng động, tháo vát, nên suốt những năm tháng đó anh thường đi làm thêm để có tiền ăn học, tiền trang trải cuộc sống. Hiện tại Giang đang làm cho một công ty điện tử ở Hà Nội. Chia sẻ về tình yêu dành cho Đồng, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô yêu anh nhiều như thế. Cô thậm chí có thể chết vì chàng trai này. Trong tiềm thức của Giang, Đồng là chàng trai tuyệt vời. Anh khổ như thế mà chưa lần nào than vãn với em một câu. Anh không thể hiện tình cảm như những chàng trai khác, không suốt ngày đăng Facebook nói anh yêu em hay bất cứ lời hứa hẹn nào trên đó. Tình yêu hai đứa dành cho nhau, cả hai đều thấu hiểu. Giang biết Đồng cũng lo sợ rằng khi hai đứa đến với nhau, Giang sẽ vất vả vì anh đã mất đôi chân, không thể cho cô một cuộc sống như cô muốn. Hiểu được tâm sự của Đồng, những khi đó Giang đều ôm anh vào lòng và nói những lời yêu thương. Cô muốn Đồng hiểu rằng điều đó đâu phải là tất cả. Với cô chỉ cần có niềm tin và sẽ có tất cả. Về phía Đồng, chàng trai này chia sẻ, anh cũng rất cảm động vì tình cảm của Giang. Anh vẫn nhớ như in những lời Giang nói, anh hãy tin có em luôn ở bên anh. Anh biết không, em chưa một lần nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu này anh ạ. Giận thôi, đừng bao giờ nói xa nhau anh nhé. Đồng cũng chia sẻ, mẹ anh rất quý Giang và coi cô như người nhà. Với họ, Giang không chỉ là một cô gái xinh xắn mà còn là một cô gái tốt, biết vì người khác, biết lo lắng và thấu hiểu. Mới đầu khi Giang về ra mắt gia đình Đồng, mẹ Đồng rất cảm kích. Tuy nhiên, chính mẹ Đồng đã khuyên Giang nên đi tìm người con trai khác để yêu. Chính sự chân thành của mẹ Đồng đã khiến Giang bật khóc. Cô hiểu rằng đây chính là gia đình thứ hai mà cô may mắn tìm được. Giang tự hứa sẽ nâng niu và mãi quý trọng tình yêu thương này. Giang chia sẻ, mỗi người có một cuộc đời, mỗi tình yêu có một câu chuyện khác nhau. Nhưng Giang tin rằng, để có một tình yêu vĩnh cửu, đòi hỏi mỗi người phải có sự nỗ lực, tin tưởng và quyết tâm. Đừng bao giờ từ bỏ khi gặp một chút khó khăn, bạn nhé. Nữ bệnh nhân hỏi mua con giống khiến bác sĩ sốc. Phòng khám nam khoa Endor, một ngày cách đây 2 năm. Ngồi trước mặt bác sĩ Nguyễn Thế Lương là một phụ nữ. Theo thông tin trên phiếu đăng ký khám bệnh, chị ta 36 tuổi, không hề ngượng ngực, e dè như phần lớn bệnh nhân khi cực chẳng đã phải tìm đến cái chốn nhạy cảm này. Chị vào đề luôn, không vòng vo. Bác sĩ ơi, tôi muốn hỏi mua tinh trùng. Chị có nhu cầu thụ tinh nhân tạo à?
Dù cũng hơi sốc với cách đặt vấn đề đó, nhưng bác sĩ Lương vẫn bình thản hỏi như một lần thăm khám bình thường. Không, tôi mua để làm đẹp. Tôi nghe nói có thể dùng nó thay cho mỹ phẩm, có hiệu quả tốt. Về nguyên tắc, nó chỉ có thể được cho hiến tặng chứ không có chuyện mua bán đâu chị. Bác sĩ Lương cố nén cười khi chị ta phân trần là nghĩ phòng khám nam khoa thì dư thừa cái của ấy nên đã đến hỏi mua. Thì ra, người phụ nữ này có một nhóm bạn và họ dì ta nhau rằng không có thứ mỹ phẩm nào trên đời tốt bằng tinh trùng của người đàn ông. Bác sĩ giải thích cho chị ấy rằng trên thế giới quả là có tồn tại một phương pháp làm đẹp như vậy, nhưng đó là sản phẩm của động vật như là bò, ngựa chứ không phải của người. Thêm nữa, không thể dùng ngay sản phẩm mới ra lò mà phải trải qua quá trình lọc rửa, ngoại hết các yếu tố nguy cơ như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan. Trong lúc giải thích, bác sĩ nhìn kỹ hơn người đối diện, chị này da mặt không hề xấu, nhìn hừng hực sức sống, chứng tỏ đó là một người khỏe mạnh, có sự trao đổi chất tốt và đó là cơ sở cho một làn da đẹp. Đã đẹp lại muốn đẹp hơn, đó có lẽ là bản chất phụ nữ chăng? Chị ta chăm chú nghe bác sĩ giải thích, vẻ như đã thông. Thế nhưng khi bác sĩ Lương ngừng lời, chị ta tiếp luôn. Không, tôi thấy bạn tôi mua được mà, dùng tốt lắm mà. Bạn chị mua ở đâu? Trên mạng bác sĩ ạ. Giá cả thế nào chị? Khoảng hơn 500 ngàn một lọ, cỡ lọ penicillin ngày xưa ấy bác sĩ ạ. Bác sĩ Lương nghĩ thầm, hàng quý làm gì có chuyện rẻ thế, chắc chắn là trò bịp rồi. Một lọ penicillin tương đương với 10ml kia mà. Năm 1982, Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu tiên thực hiện khảo sát xét nghiệm tinh dịch đồ với 40.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên thế giới. Lúc đó, mức chuẩn chiến lợi phẩm của đàn ông sau một lần quan hệ là 4ml. Đến năm 2010, phiên bản 5 của khảo sát cho thấy sự sụt giảm rõ rệt của sinh lực đàn ông. Chỉ cần 1,5ml đã được coi là chuẩn. Soi vào chất lượng còn đáng buồn hơn. Năm 1982, trong 1ml tinh dịch có 40 triệu tinh trùng mới được coi là bình thường. Thì nay, phú quý giật lùi, 15 triệu cũng đã chễm chệ lọt vào mức chuẩn. Như vậy là thế giới cũng phải nương theo cái đà sụt của nguyên khí đàn ông mà hạ dần mức chuẩn. Tính ra, trung bình phải 6 người đàn ông hì hục cùng lúc mới đủ đổ đầy một lọ penicillin có giá hơn 500 ngàn mà nữ thân chủ của bác sĩ Lương vừa tiết lộ. Theo các bà bạn quý hóa của chị ta, tinh chất không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có tác dụng an thần. Bấy lâu vẫn nghe nói đến một thế giới ngầm sôi động, buôn bán mặt hàng đặc biệt này. Nhưng nghe chị ta kể chuyện, bác sĩ Lương cảm thấy vốn sống của mình vẫn còn mỏng manh lắm. Một tuần sau, bác sĩ Lương nhận được một cuộc điện thoại. Hơi bất ngờ vì bên kia đường dây chính là người phụ nữ hôm trước. Chị ta đã đổi đại từ nhân xưng, xưng em với bác sĩ khá ngọt, rồi khẩn khoản. Em đã tìm được nguồn mua, bác sĩ có thể giúp em sàng lọc được không? Từ hôm nghe bác sĩ nói về những nguy cơ, em cũng đâm lo. Cố nén cười, bác sĩ Lương giải thích cho chị ta hiểu rằng cái của ấy nếu không được bảo quản đúng cách thì sẽ hỏng ngay khi ra ngoài không khí. Chừng 30 phút đã thấy hiện tượng ly giải, vón lại và phân rã thành dịch. Còn đã test, sẽ phải làm lần lượt các xét nghiệm về bệnh di truyền, viêm gan, HIV, vi khuẩn lậu và giang mai. Tất cả các xét nghiệm này có thể làm trong cùng một ngày. Nhưng sau khi test thì vẫn phải lưu trữ nó theo chế độ đặc biệt. Chị khắp kêu lên, giọng chén nản. Phức tạp vậy cơ à bác sĩ? Thôi, em cứ liều thử dùng nguyên chất vậy. Câu chuyện của bệnh nhân đặc biệt đó khá mạn bác sĩ Lương. Hiện nay chưa có một nghiên cứu khoa học nào xác nhận tác dụng tốt như mỹ phẩm của tinh chất đặc biệt này. Tuy rằng theo phân tích hóa học thì nó có lượng kẽm, vitamin và các axit amin khá cao. Tò mò, một tháng sau, anh chủ động điện thoại để hỏi thăm. Bất ngờ, khi nghe chị ta nói giọng buồn bã, da em bây giờ lại sần sùi hơn bác sĩ ạ. Theo bác sĩ đó là do làm sao, khả năng là dị ứng thôi, bác sĩ Lương trấn an chị. Lời khuyên của bác sĩ, một cách sâu xa, tinh trùng cũng có thể giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn. Nhưng đó là khi chị em có quan hệ tình dục tự nguyện, yêu lành mạnh, điều độ khiến phụ nữ khỏe mạnh, tâm tính điều hòa, cộng thêm với việc duy trì một đời sống tinh thần tích cực và dinh dưỡng hợp lý. Ước mơ về một làn da đẹp không quá xa vời. Hiện chưa có bất kỳ công bố chính thức nào về tác dụng làm đẹp của tinh chất đặc biệt này. Nhưng trên mạng Internet lan truyền nhiều phương pháp dạy người ta không chỉ sử dụng tinh chất đặc biệt này bôi ngoài da mà cả theo đường uống. Trong môi trường âm đạo, tinh trùng sống tối đa được 5 ngày, còn ngoài tự nhiên, sau 30 phút chúng bắt đầu chết và bắt tác dụng. Muốn bảo quản, người ta phải dùng nitơ lạnh 196 độ C.
dùng nó bôi lên mặt có thể được coi là một trong những hành động nông nổi, liều lĩnh của chị em. Da đẹp rất đáng ngờ, nhưng nguy cơ dị ứng đã rình rập ngay cạnh, nhất là với những người có làn da nhạy cảm. Còn nữa, khi sử dụng tinh trùng không rõ nguồn gốc đắp mặt, chị em còn có nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh nguy hiểm như lậu giang mai, HIV, viêm gan B, các virus lây qua da như nấm.